Xin chào các bạn, lâu lắm rồi Viên mới được gặp lại các bạn. Hôm nay Viên muốn giới thiệu đến các bạn thêm một dòng camera của MacHub nữa nha. Đó là camera BTZ hội nghị truyền hình chuyên nghiệp UCB20. Đây là camera UCB20 của MacHub nha. Thì camera này có độ phân giải đó là 4K nha. Zoom quang là 12x, zoom số là 16x và tổng zoom là 192. Các bạn có thể cài đặt được 255 vị trí. Góc nhìn của camera là 71 độ. Quay thì 170 độ nha. Các bạn có thể quay lên quay xuống đó là 30 độ. Camera này được trang bị đó là tính năng tự động cân bằng rắn nè, công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số 2D và 3D sẽ giúp mang lại hình ảnh vượt trội ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera này còn được hỗ trợ công nghệ treo ngược nè, hỗ trợ 3 luồng video như là IP, USB và HDMI. Phía sau của camera đây, các bạn thấy đó là có cổng HDMI nè, cổng USB 3.0. Thì với camera này thì các bạn sẽ thiết lập được cuộc họp rất là đơn giản, chỉ trong vài giây, và máy ảnh sẽ hoạt động phù hợp với mọi ứng dụng của cuộc họp, phù hợp với những hệ điều hành như là Android nè, Windows nè. Thì đó là những thông số kỹ thuật và những tính năng căn bản của camera UCB20 này. Các bạn có thể trải nghiệm thực tế camera này tại showroom của anh Theo nha. Địa chỉ đó là 94 Bao Cát 2, phường 12, quận Tân Bình. Hoặc là các bạn có thể liên hệ đến hotline 083 24 28 284 để biết thêm chi tiết về camera này nha. Viên xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.